Chào mấy đứa. Dạ. Dạ, chào anh. Ủa, dừa khô rụng quá trời không ăn đi, ăn dừa nước hả? Dừa khô đâu có gì đâu ăn, dừa nước mới có cái húp. Kẹo tụi em chơi cho vui vậy mà. Dạ. Rồi, bữa nay bên tu ăn Tết miệt vườn cho tụi em chơi gì rồi? Dạ, tụi em đang đợi mọi người ra thăm vườn, sau đó đi chợ Tết để về gói bánh đó anh. Cũng vui quá. Dạ, dạ. À, cho nói thăm cái coi. Cái cậu gì mà bên tụi em á bị đánh bất tỉnh á, nay tỉnh chưa? Dạ rồi. Tỉnh rồi hả? Dạ. Chắc không? Dạ, dạ chắc. Mà anh, hình như là đang có ăn trộm hay gì đó. Tụi nó lấy hết giấy tờ của tụi em, giấy khách hết trơn luôn. Ừ, đúng rồi đó, ghê lắm anh ơi. Ăn trộm lấy hết giấy tờ luôn? Dạ. Ghê hả? Rồi tụi em tính sao? Dạ thì anh Điền với chị Mai hứa lấy lại cho tụi em. Điền với Mai hứa lấy lại giấy tờ cho tụi em? Đúng rồi. Dạ đúng rồi anh. Chứ không phải tụi nó định đi báo công an hả? Anh chị chỉ nói vậy thôi chứ không nói gì hết cả. Chị nói là chắc chắn sẽ lấy lại cho tụi em á. Sao lấy được? Hả? Sao anh? Không, ý là mất giấy tờ thì phải tìm cách lấy lại chứ. Dạ. Dạ. Thôi tụi em ở lại chơi vui vẻ cẩn thận nha. Dạ. Ở đây gắn gít không. Ê con rắn kia. Nếu như anh nhận diện được cái mặt ông đó thì nguyên đoàn mình sẽ thoát cảnh khỏi làm giấy tờ lại. Với lại cô chú Diệp Kiều cũng không mắc kẹt lại nữa. Cuộc đời tôi ghét nhất là dính dáng tới pháp luật. Mấy người đừng có tra hỏi tôi nữa được không? Kiếm chỗ vắng vẻ cho yên thân, vậy mà cũng không yên nữa. Nói như vậy là anh không chịu giúp chứ gì? Sao anh sống mà không cần biết tới ai hết vậy? Thân tôi còn lo chưa xong nữa, rảnh đâu mà lo cho thiên hạ. Mà anh nói chuyện thấy ghét thiệt á. Thảo, Thảo, đợi chút Thảo. Thảo, để tôi đưa Thảo về. Thảo. Người gì mà phiền hết sức. Anh lại. Anh nói cho mày biết, mày méo rồi với ai? Con chừng tao đó mà. Cứu. Bảo. Cứu. Cứu. Bảo. Cứu giờ. Bảo. Nè. Đứng lại. Anh Bảo có sao không? Cái thằng đó, cái thằng ăn cắp giấy tờ tùy thân của khách đó hả? Trời. Anh Bảo, anh có sao không? Anh có thấy mặt của nó không vậy? Rồi cuối cùng có thấy cái mặt của nó không? Không kịp, nhanh quá à. Thấy cái lưng không à? Thiệt cái tình luôn á. Mà tụi này nó lộng hành thiệt. Thế nào tụi nó cũng sẽ quay lại nữa cho coi. Tụi mình phải cử người đi theo kè kè bảo vệ chân Bảo mới được. Rồi cử ai? Coi có cái đuôi nào không? Cái đuôi gì? Thì coi có ai rình mò em không? Biết mà còn hỏi. Rồi giấy tờ của khách đâu? Đưa đây. Tự. Không biết nó có làm gì đại trang không nữa. Em à, sao hối hối hoài. Nay mình hẹn hỏi nhau mà tình tứ xíu đi cưng. Sao rung động chưa? Mày quay lại làm bằng chứng giấy tờ đâu? Quay đi. Anh đâu có giữ gì đâu. Sao màn hình đang thui vậy? Tôi biết ông là người đứng ông che cái camera rồi này. Tao giải sao thấy quỷ này. Tôi hỏi giấy tờ đâu, đưa đây. Ông có biết là ông chơi như vậy là ông ác lắm không? Cũng làm ăn với ông hai, ông biết mà. Mất cái đó còn hơn là mất kim cương hột xoàn nữa. Làm lại mất biết bao nhiêu là công sức và thời gian của người ta. Với lại người ta cũng đâu có thù quán gì với anh đâu. Khách thì không có thù quán gì hết trơn á. Ai biểu ông Điền nó gây thù làm chi? Giờ nó gặp quả báo thôi. Quả báo hả? Anh ăn cắp của người ta mà giờ anh nói quả báo hả? Mệt quá. Sao nay em nói chuyện gì đâu đâu không à? Em với anh cũng đâu có dính dáng gì vô cái chuyện ăn quán ở đâu, đúng không? Mình là người làm công mà, thì chủ biểu làm sao mình làm vậy thôi. Chính là anh lấy đúng không? Không, không làm gì hết trơn á. Mệt quá, cứ hạch hoẹ anh hoài. Trang, không lẽ em không có hứng thú gì anh hết trơn hết Trang? Thôi 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 thôi. Đương nhiên rồi, anh nghĩ sao vậy? Tôi như vậy mà tôi đi hứng thú với anh hả? Tôi nói lần cuối nha, trả giấy tờ lại đây. Anh thấy em trèo cao quá rồi đó nghe. Anh nói cho em biết, cái tụi mà có học thức á, là tụi nó chỉ thích những người có học thức giống nó thôi. Chứ em nghĩ sao mà Long nó thích em cho được. Chỉ có anh với em đây nè, chỉ có chúng ta là mới thuộc về nhau. Trang là phải có chiến thì mới luộc được rau. Em hiểu không? Vậy anh đi mặt nghe.
Nắm tay kìa, nắm tay kìa, ra đi. Tiêu rồi mày, tiêu rồi ông dế ơi. Anh Long cứu em. Không sao đâu. Nè 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 nè, tụi bay tính làm gì vậy? Tính chơi hội đồng tao hả? Tao tố tụi bay đó nghe. Tố hả? Tôi sẽ tố ông bằng cách đem cái đoạn quay phim nãy giờ ông thú nhận tội lên xã, để coi lúc đó ai tố ai hả. Nhận gì? Tao không nhận tội gì hết trơn á. Hồi nãy tao bị liệu chứ bộ. Tụi tôi nghe hết rồi, liệu cái gì nữa mà liệu? Còn chối cãi nữa hả? Rồi sao? Rồi tụi bay tính làm gì tao? Nè nè ha, tao nói cho tụi bay biết nha, tụi bay đừng có ỷ đông mà mày đặt ngông cuồng nghe. Tao là Ba Chiến nè, là em ruột của hai hổ á. Tụi bay mà đụng vô anh em nhà tụi tao á là giống như là tàu đụng vô núi. Ông có nước ruột để ngoài da, người ta là rỡ rút rằng ruột, còn ông là ruột, không có dính với nhau đâu ha. Tao là cánh tay phải đắc lực của hai hổ. Ông thuận tay trái trời ơi. Vậy tao đổi tay, tao là cánh tay trái đắc lực của hai hổ. Đem lên xã còng hai tay cho khỏi đổi luôn. Lên xã. Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Ăn Tết Miệt Vườn, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý khán giả chú ý đón xem và xem lại độc quyền trên THVNI, tải app ngay trên Google Play và App Store.